Kính chào và mời quý vị các bạn theo dõi chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tạ Uyên. Trong chương trình hôm nay sẽ gồm có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quản lý cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tại huyện Than Uyên. Mường Cang giúp nhân dân bản Co Phải làm đất trồng chè. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên phối hợp với Trung tâm hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em DVKC tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện quản lý cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Lò Văn Hương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các phòng ban chuyên môn huyện Than Uyên, Trung tâm DVKC và cán bộ xã, đại diện nhóm nòng cốt, nhóm cộng đồng của 6 bản dự án được nâng cao năng lực về quản lý cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới của hai xã Ta Gia và Phúc Than. Dự án quản lý cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 3 năm 2020 do Tổ chức Bánh mì Thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ, thực hiện nhóm nòng cốt và nhóm cộng đồng 6 bản, Co Cai, Bản Mè, Nong Quài của xã Tà Gia và Nà Sa, Nà Phái, Nậm Vai của xã Phúc Than. Sau 20 tháng triển khai thực hiện, 23 công trình tiểu dự án với kinh phí hỗ trợ 1,114 tỷ đồng, chính quyền đối ứng 326 triệu đồng, đóng góp người dân 707 triệu đồng, ngày công, hiện vật, tiền mặt. Số người được hưởng lợi từ các tiểu dự án 2.788 người, thực hiện 2.320 mét đường bê tông, 4.700 mét đường nước sinh hoạt sửa chữa, 5.800 mét đường điện chiếu sáng, một cầu đi lại qua suối, một sân chơi thể thao cộng đồng, 1.750 nắp mương thoát nước, 10 nhà vệ sinh gia đình. Các công trình tiểu dự án được các nhóm cộng đồng hai xã tự quản lý và thực hiện thành công bằng phương pháp quản lý cộng đồng theo cơ chế đặc thù trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Quyền của người dân tham gia lập kế hoạch, triển khai, giám sát và quản lý các công trình dưới 5 tỷ đồng trên địa bàn xã. Tại hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khăn, bài học rút ra trong quá trình thực hiện. Một số ý kiến đề cập vấn đề, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện áp dụng quản lý cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chia sẻ tiểu dự án tâm đắc của bản Nậm Vai, xã Phúc Than. Qua hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng quản lý cộng đồng trong chương trình nông thôn mới trên địa bàn huyện Than Uyên. Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 6 năm 2020, đoàn công tác của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu do đồng chí Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Than Uyên để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng thông tin điện tử. Làm việc với đoàn có đồng chí Lò Văn Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và đại diện lãnh đạo một số đơn vị của huyện. Trong những năm qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, trang thông tin điện tử huyện Than Uyên ngày càng được hoàn thiện và hoạt động ổn định, thường xuyên đăng tải các thông tin quan trọng về hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Đến nay, 13 trên 13 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, 12 trên 12 xã thị trấn đều có mạng internet. Từ đó góp phần vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên và các cơ quan liên quan đã nêu một số khó khăn và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh có chính sách hỗ trợ, phân bổ nguồn kinh phí đầu tư trang thiết bị, hỗ trợ nhuận bút, mở rộng băng thông, tập huấn kỹ thuật để hoạt động của trang thông tin điện tử huyện ngày càng hiệu quả. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Hiệu, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, đề nghị huyện Than Uyên tiếp tục tăng cường kiểm tra, đảm bảo hoạt động của trang thông tin điện tử huyện. Các thông tin đăng tải phải tuân thủ theo Nghị định 72 ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Đối với các ý kiến của huyện, đoàn sẽ tiếp thu để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh xem xét và có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cổng thông tin điện tử trong tỉnh.
Chiều ngày 18 tháng 6, Công an huyện Than Uyên đã tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020 cho cán bộ chiến sĩ. Tới dự có đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo Đảng ủy, ban lãnh đạo Công an huyện, 58 cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Tại buổi lễ, Công an huyện đã công bố các quyết định của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu về việc thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương cho cán bộ chiến sĩ. Năm 2020, Công an huyện có một cán bộ được nâng lương thượng tá lần hai, một đồng chí được thăng cấp bậc hàm thượng tá, hai đồng chí lên hàm trung tá, năm đồng chí lên hàm thiếu tá, năm đồng chí lên hàm đại úy, 24 đồng chí lên hàm thượng úy. Đồng chí Nguyễn Thế Diệu, trưởng Công an huyện và các đồng chí lãnh đạo Công an huyện đã trao quyết định của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho đại diện cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương năm 2020. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Thế Diệu, trưởng Công an huyện đã chúc mừng cán bộ chiến sĩ được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2020. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực cố gắng trong rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ chiến sĩ được thăng cấp, nâng lương cũng như cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng Công an huyện Than Uyên cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Ngày 17 tháng 6, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng huyện Than Uyên tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2020. Tới dự có đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí giảng viên và 180 học viên lớp học. Tham gia lớp bồi dưỡng có 180 học viên là đảng viên, cán bộ không chuyên trách của xã trong huyện. Trong thời gian 3 ngày, học viên được tiếp thu nội dung đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về quốc phòng an ninh. Đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Nội dung cơ bản của luật quốc phòng an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, pháp lệnh dự bị động viên, phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam. Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt yêu cầu nội dung bồi dưỡng. Ban tổ chức lớp học trao tặng 15 phần thưởng cho các học viên có thành tích xuất sắc. Phát biểu ghi nhận, biểu dương lớp học, đồng chí Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung học viên cần tiếp tục thực hiện sau khóa học. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, vận dụng sáng tạo những kiến thức đã được tiếp thu vào thực tiễn tại địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết, nhiệm vụ của chi Đảng bộ đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại huyện Than Uyên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Phụ nữ tỉnh Lai Châu, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, Hội Phụ nữ cơ sở huyện Than Uyên, Tam Đường, Tân Uyên và thành phố Lai Châu. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tuyên truyền một số nội dung như ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Sự phát triển của Đảng qua các kỳ đại hội, những thành tựu và bài học kinh nghiệm về sự vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn Việt Nam, những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của tỉnh, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn trong cán bộ đảng viên, đấu tranh phản bác quan điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng. Với những nội dung được tiếp thu sẽ góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Đại hội 12 của Đảng, tạo sự đồng thuận của nhân dân để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng chè năm 2020, ngày 18 tháng 6 năm 2020, xã Mường Cang đã tổ chức huy động cán bộ công chức, viên chức và lực lượng dân quân tự vệ tham gia lao động giúp nhân dân bản Co Phải làm đất trồng chè. Trong đợt này, xã đã huy động gần 50 chiến sĩ dân quân tự vệ và đội ngũ cán bộ xã tham gia lao động cùng nhân dân trong bản hạ đường băng, cuốc hố trồng chè. Năm 2020, xã Mường Cang thực hiện trồng mới 12 hectare chè, tập trung ở bản Co Phay. Để đảm bảo diện tích và khung thời vụ, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký diện tích trồng. Đồng thời phối hợp với phòng nông nghiệp huyện hướng dẫn nhân dân kỹ thuật làm đất, bón phân theo lịch thời vụ. Đến thời điểm này, nhân dân đã làm đất được trên 80% diện tích. Dự kiến, trước ngày 15 tháng 7, xã sẽ hoàn thành xuống giống cây chè. Việc phát triển cây chè chất lượng cao trên địa bàn xã Mường Cang có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay, xã Phúc Hàn tổ chức gieo cấy 560 ha lúa, cơ cấu giống chủ đạo là xén cù G02. Đến thời điểm này, toàn xã đã hoàn thành việc làm đất, bà con nhân dân đang tích cực cấy lúa. Để đảm bảo tiến độ sản xuất, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, triển khai cụ thể đến từng bản, vận động nhân dân chủ động khơi thông, nạo vét kênh mương, đăng ký giống, chuẩn bị vật tư, phân bón, đẩy nhanh tiến độ làm đất, đảm bảo hoàn thành gieo cấy theo kế hoạch. Quý vị và các bạn thân mến, vụ mùa năm nay, xã Mường Cang thực hiện gieo cấy 430 ha lúa, đạt 100% kế hoạch được giao. Cơ cấu giống chủ yếu là Hương Thơm số 1, G02, Sén Cù. Ngay khi hoàn thành thu hoạch vụ đông xuân, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo nhân dân chủ động làm đất, nạo vét kênh mương và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho vụ mùa. Đến thời điểm này, toàn xã đã làm đất gieo mạ đạt 100% diện tích. Ngay khi thời tiết thuận lợi, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các thôn bản tập trung nhân lực máy móc ra đồng đẩy nhanh tiến độ sản xuất. Theo thống kê, nhân dân đã hoàn thành việc cấy lúa trên 20% diện tích, trong đó có 9 ha gieo xạ. Phấn đấu đến trung tuần tháng 7 sẽ kết thúc gieo cấy, đảm bảo khung thời vụ cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình Tha Nguyên xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.